vậy là xong đó. Bây giờ em muốn giảng thêm những kiến thức này nữa là câu này nha. Đây về nhà thấy gì có chùi nữa, cô vợ cái miếng này ra đúng không, phải thực hiện là chị đổ nước vào đây nha, mình xuống cái mình đổ lên sạch hay là mình đẩy lên như thế này, chị bỏ như thôi nước chị lắc nhẹ là nó sạch thôi, kể gì nó vừa đau đáo. Còn ở bà mặt bằng mà cái miếng này nè, cô xây trước sau gì nó cũng phải dính lại, cô đỡ máu nó phải dính lại, cô hỏi lại cái miếng này nữa nha. Cái miếng này bỏ qua bên nha con nha. Đây nè, ở đây là con cần lại cái miếng nó được rồi, cô chỉ cần bỏ vô đây thôi ha. Dính đất rất nhiều thì bắt sợ nó cũng phải dính rồi. Cô ăn làm chén muối ớt muối mè tỏi ớt thì cô hỏi lại cái miếng này nữa nha. Nhớ dừng cái đó, tỏi đậy này cũng xây được nha cô nè. Bây giờ cô để về cái cô dặn nhẹ lại giúp con cái mà không cần tới cái miếng này nữa là con nha. Cô cũng chỉ cần cái ẩn về là nó xây thôi ha. Không cần phải băm, không phải băm, có bao nhiêu thì nó nằm gọn trong đây bấy nhiêu nha, không dân phải ra ngoài nữa đâu nha cô. Lẹ là con mới tạo vui lắm, cô không cần đẩy cái miếng này nữa nha cô nha. Đó mình xây thì mình cũng phải giữ ra cái kia mình đòi nữa thôi. Đó là cô có muối ớt, cô để gì cô tưởng muối ớt vào rồi đó sao. Còn không thì cô dạy cô xây thành, xây cổi, xây rừng, xây viền, cô dặn nhẹ ra mà khỏi băm khỏi bọc đi cho nó cứ bỏ vào đây. Tỏi ớt thành rừng gì nó có đất chân nhờ ngăn ngồng nóng tay cây mắt, cứ ăn nhiều bỏ nhiều của cô, ăn ớt thì cô bỏ ớt nó dễ sai lắm. Tối xây về xài đi chị, băng băng cầm cầm chi đi dân cầm lưng tà la ngăn ngồng nóng tay cây mắt. Tối xây về xài đi chị, xây tỏi, xây xả, xây gừng, xây ớt, khỏi âm, khỏi bồng, chi nó dân cầm lưng tà la nha chị. Để đi ăn xem cái gói nó về xài tiện cho gia đình lắm thiệt. Vừa ý rồi mình mua về mình xài, còn vừa ý khỏi mua. Ha, tại nhà, phải nói cái gói này nó tiện nè, một cái gói này thôi nha. Về nhà mình muốn xây cái gì cũng được. Đó, chỉ cần dặn nhẹ nó ra vậy mà thôi. Ha, tỏi ớt thành nhường kiền, muốn ăn nhiều thì bỏ nhiều, ăn ít thì mình bỏ ít vào đây. Lúc nào cũng vậy, tỏi ớt nó không phải có chất trơn nhờ ăn nồng nóng tay tay mắt. Bây giờ mình xây nè, mình cứ đưa vô vậy là mình xây thôi. Đây, cứ bỏ vô đây. Rồi mình đưa vậy chỉ cần lắc nhẹ cái cối lại nha. Bắt đầu anh chị về nhà đâu có làm gì đâu, khó khăn. Lấy tay ăn vậy là cái cối này nó tự xây với cổng á. Không cần phải băm, không phải bầm nữa đâu nha. Không dân vải ra ngoài, không ăn nồng nóng tay tay mắt, không dùng viên, không xài điện. Dạ con cứ ăn vậy là nó sâu thôi. Dạ rồi, phải ăn vậy nó thơm nó ngon không? Cứ về nhà ngồi băm băm bầm bầm tí ha. Cô không xây tỏi xây ớt, cô có quyền cô xây xả, xây gừng, xây kiền, xây tôm, xây cua, xây cá. Hay là cô làm chuyện mũi mè, mũi đậu thì cô cũng dặn nhẹ nó ra mà thôi ha. Tôm, cua, cá mình nấu canh bò, canh bí cô cũng bỏ vô đây. Tiêu cũng vậy nha. Cứ như vậy mình cứ lắc nhẹ lại. Rồi cô chỉ cần lấy tay cô ấn được thôi. Ấn nhẹ nhàng như thế này thôi nha cô. Đó, có bao nhiêu thì nó nằm gọn đi. Dạ có 70 ngàn à. Ấn có bao nhiêu thì nó nằm gọn, có 70 ngàn à. Không chân vải ra ngoài nữa đâu nha cô. Băm 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 đi cho nó cực. Mẹ, phải có muối mè muối đậu không? Có dân vài miếng nào không? Nó hợp vệ sinh nó tổ là không dân đâu được, không dân được mà có 70 ngàn à chị. Bây giờ tới khi mình chùi rửa vệ sinh nè, làm cái gì cũng phải có chùi rửa vệ sinh. Thì mình chỉ cần nắm cái miếng như mình dở nhẹ nhàng ra là xong. Cô đổ nước vào trong đây nè, cô nó dễ chùi dễ rửa lắm. Cô xúc xúc cái cô đổ là nó sẵn sàng. Hay là cô đẩy nó như thế này đi nha. Cô lấy ngón tay cô để dưới này nè ha. Cô bỏ vô thôi nước, cô lắc tới lắc lui lắc xuôi lắc ngược và nó sạch thôi. Rồi cô để về là tự nó khô nó ráo ha. Rồi trước khi cô xây cái gì cũng vậy, cô sợ nó dính vào trong đây nha thì cô đẩy nó lên. Cô để chỗ nào cô đẩy cũng được hết á. Cô đẩy cái miếng gạt này cho nó lọt cái lưỡi dây mới khe vậy đó. Là cô xây tuyệt đối không có cái gì bị dính vào đây được. Bây giờ mình thực hành liền ha. Đây, muối mè, muối đậu, tôm, cua, cá, nấu canh bầu, canh bí cứ bỏ vô đây. Đó, mình cũng đưa dây, mình chỉ cần yêu cầu mình chặt thắng nhẹ nhàng rồi là xây được. Có bao nhiêu thì nó nằm gọn trong đây bấy nhiêu nha. Mình cứ về mình xây gừng, xây kiền, xây cà rốt, khoai tây, củ dền, nấu cháo dinh dưỡng cho em nó ăn nữa. Hầm nó mau nhừ mau nhỉ nha. Hơn nữa nó cũng chỉ có 70 ngàn mà thôi nè. Nhưng mà làm gỗ thì mình cứ xây nhuyễn nhiều quá ăn ngon hơn. Xây về là kiểm tra muốn mày rồi. Làm gỗ chỉ cần ăn mấy cái là được rồi nha. Đổ ra trên dĩa gỗ là xong ha. Như ở nhà nè, mấy anh chị muốn cắm cái cây mà phải dùng tới cái muối này nè, đừng có dùng tới cái muối hộp nữa, mà mình chuyển sang cái muối hộp đi. Lấy muối hộp á, mình xây á, cái muối ớt nó thơm mà nó ngon lắm thiệt. Đây,
cứ ai ăn tay nhiều thì bỏ nhiều, còn không ăn tay thì nửa chứ bỏ vô cũng xong đây. Mà mình khỏi cần dùng đậy cái miếng này nữa nha anh chị nha, rút nhãn cho khỏi cần dùng cái miếng này mình đậy vô nữa. Đây rút giả giả nhiều gì nó cũng phải dính vô đây hết trơn á ha. Đường nào mình cũng rửa, mình đổi món ăn là mình phải rửa thôi. Anh chị khỏi cần đậy cái miếng này, mà anh chị dặn nhẹ nè, cái miếng này nè, ai thích đậy đậy, không thích đậy thôi nha. Cũng chỉ cần lấy tay ấn về thôi, tự xây tự gây tự cắt, có bao nhiêu thì cái đồng gọn trong đây bấy nhiêu nha. Khỏi bông khỏi bồng không dân tình linh tà la nữa đâu nha chị. Đó đồ tự ẩn thấy chưa, cái này mà dắt miếng canh vô nha. Đó chấm thịt gà thịt vịt không có chê, chấm cái cây không có chê được, tạo lấy một cái về xài liền nha. Trời ơi cái túi này mà về mà không xài được thì không có xài, không có mua cái gì được hết trơn á nha. Bây giờ em hướng dẫn thêm một cái chiêu nữa nè nha. Đây thường thường mấy anh chị về á, thường thường nè cái khối này nè, để trên tay mình xây cũng được nha, để chỗ nào xây cũng được. Còn ở nhà nhiều khi anh chị rửa đó rồi nó rớt mất cái này lắm ha. Đó mình rớt mất cái này, cái thôi mình không biết đường nào mà xây, thì anh chị có thể là để lên cái tấm tốt hoặc cái tô cái chén gì cũng được nha, để lên đây mình ập lại nó vậy thì mình cũng xây bình thường vậy thôi nha. Không có dân bãi ra ngoài nữa đâu nha, có bao nhiêu thì nó nằm gọn trong đây bấy nhiêu, khỏi băm khỏi bằng chưa cho nó kịp. Thấy chưa, cô để cho nắm hết còn xây cũng nhập bình thường. Cái cối này nó tiện lợi giảm nhớ nó tiện, dạ. Đây này cô ha, rửa không, nãy giờ cô mới dẫn cô chưa thấy ở đây nè. Cô về cô chùi rửa vệ sinh cái cối này nó dễ còn cô xây, cô xây nó dễ nè, cô dặn nhẹ ra. Cô nắm cái miếng này cô dở nhẹ nhàng ra dùm con là xong. Thấy không, cô đổ nước vô đây, cô xúc xúc vậy cô đổ ra là để về lại thôi ráo. Còn không thì cô đẩy nó lên, cô lấy ngón tay cô để dưới này nè, cô lấy cái dội một tên cô xịt một cái hai cô bỏ cho nước xúc 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 về là nó sạch thôi nha con nha. Nó dễ lắm, còn về nhà anh chị nào phủi đậy cái này cũng được, mình chỉ cần bỏ vô đây mình cũng xây bình thường thôi. Tại người ta làm theo cái này thì mình hướng dẫn thôi, tôi biết nhiều khi tao hỏi cái này là cái gì ha. Khỏi đậy là chỉ cần đưa vậy cũng dặn nhẹ, chỉ cũng dặn vậy mà thôi ha. Ở nhà ngồi đó lấy thớt lấy dao băm bọc khi nó dân tầm linh tà la, còn cái này muốn nghĩ nhiều ăn nhiều cũng nghĩ thì ăn lên xong rồi đó. Thế gì để đấu cả bãi không, nó có lưỡi dao đồ nó cắt đồ đàng hoàng, chứ không phải như những cái cối tào lao thiên đặc kia nữa ha. Cứ để vậy là tự xây tự lên được có 70,000 à. À về nhà tôi xài đã lắm luôn, thật là không được. Cái nào ở được là được, tuy quanh xây dựng gần ghiền nghệ cái gì cũng vậy, nhưng mà thật là không có được đâu nha. Thật mà thật được thì chưa biết nha, nhưng mà thật tôi là xây không được đâu anh ha. Cái nào mình nói thẳng ra nó không về xây không được đó. Đó xài đã lắm á, cứ vậy nè anh nắng vậy là nó quay nó xây chậm á, thì mình về mình xài nó hả, dễ xài dễ sử dụng á. Nói chung cái tối này mình về mình xài cho gia đình mình á, mình khổ chơi tôi biết vậy, học hẹn nó bán nói cho nó ngon, nhưng mà thật sự là vậy ha. Đây nhà mình đông á thì bỏ nhiều, còn gia đình mình ít á thì á bỏ ít thôi. Đây bây giờ mình đổ vô hết nè, rồi đây thổi về mình đây bún tầm bò nè. Đây nếu về nhà hành tỏi ớt phải có cái trên nhà thang nằm nắm tay cho nó không, thì chỉ biết đằng nửa cái tỏi thôi. Nhà có hai vợ chồng thì thôi cái tỏi cái ớt làm chén nước mắm thôi, còn gia đình mình đông thì bỏ 10-20 cái vô đây là chuyện bình thường. Cứ vô vậy dặn nhẹ lại đó, rồi mình cứ lấy tay mình ấn về là nó xong ha. Không cần băm, không cần bằng nữa đâu nha. Không chăn lại ra ngoài, không thanh lòng nắm tay cây mắt, không dùng viên, không xài đĩa. Ăn vậy nó thôi mới ngon, khổ sợ để qua ngày qua đêm nữa. Có nửa cái tỏi như chết là mình dùng được cái nước chấm đó nè. Không, cái này nó rất là thực tế, mà mình xài nó rất là dễ dàng. Chứ không phải như những cái cối lúc trước này, hay là cái miếng quân sinh tố nhà anh chị sao xây được nửa cái tỏi như chết được, không bao giờ ha. Còn về nhà anh chị nè, muốn xây muối mè, muối đậu, xả nè. Bây giờ mình xây xả đi, nãy giờ xây tỏi ớt rồi, giờ nè xây xả nè, mình làm cái nước xả, mình làm gia vị ớt cá ớt thịt, cô cứ bỏ vô đây hả. Cô cũng đưa giày gần ghiền nghệ tôm cua cá gì cũng vậy nha con, cô cứ ẩn vào là nó xây mà ha. Đó không dân vải ra ngoài, khỏi cần dùng dao dùng hết băm băm bầm bầm chi dân tầm lưng tà la mà lắm. Cứ muốn nghĩ nhiều thì anh chị ăn nhiều, nghĩ ít thì ăn ít, nó hiện đại mà không có hại điện đâu anh chị. Phải xả ngon không? Vậy thôi, gia đình mình nên mua cái gói này về xài nào, tại nó rất là dễ xài, thì ai xài được không được ha. Đó còn về nhà anh chị nè,
muốn làm chén muối ớt nè, mình chấm với cây nè, về nhà lấy chén lấy trà chi đâm gõ cọc 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 chi cho nó cọc. Bây giờ cái này dọn nhẹ ra, muối ớt á là anh chị không tin á thì về cứ lấy mà muối hộp á, ăn nó lúc nào nó cũng ngon. Cái muối bột cứ bỏ vô đây, lúc nào nó cũng ngon cái muối bột hết. Rồi anh chị cứ bỏ vô đây, ai ăn cay nhiều á thì bỏ nhiều vô không quan trọng, còn ăn ai cay ít thì bỏ từ như đây thôi cũng được rồi ha. Chuẩn bị cái dĩa trái cây sẵn đi, đưa giày lắc nhẹ lại, chỉ cần lấy tay ẵn giày là thôi muối ớt ha. Không sợ dân gãi ra ngoài nữa đâu nha, ẵn là tự xây tự quay tự gặt, không tâm không thần chi nó dân mình tùm lum tà la nữa chi cho nó cực. Nè có muối ớt không? Phải không chị vậy đúng không? Nặng dắt vô miếng chanh thôi để ăn nó đã lắm cô ơi. Nè muối ớt đúng không? Không cần thở nữa đâu, phải muối nhiều. Cô muốn nhỉ nhiều nha, thì cô cái đó đi không dùng bây giờ đi, cô muốn nhỉ nhiều thì còn ăn dày nó quay nhỉ như nhiều. Mỗi lần mình ăn dưới đây là nó quay với cô ha, cái đó nó quay vậy. Còn cô không ăn thì lên chỗ tại nó đâu dùng cái xe điện đâu. Cô muốn nhỉ nhiều nè. Dạ nó phải muối mè, gừng, ghiền, tôm, cua, cá thì cô xây được hết. Tại nó tự xây thôi nha. Đó. Còn về nhà nhiều khi với mấy cô á, thường thường không bán mà có nhiều khi cô mấy cô về mấy cô chùi rửa nha. Cái miếng cô bỏ quên cái miếng này mất tiêu. Đây, cái miếng này nè. Thì có nhiều người bỏ quên này cho xong đây mới có gì vậy mà ủ đâu. Mua mấy chục ngàn chứ đâu phải chuyện giỡn. Cô về cô có thể để lên chỗ nào được tấm thớt, cái tô, cái kém, cái dĩa nhà mình cũng được. Cô đập lại giày, cô cũng xây mình rồi đây nha. Cái mắt cái này đừng có giật nó cô nha. Đó, cô cứ ăn là tự xây, tự quay, tự cắt, có bao nhiêu thì nó nằm gọn trong đầy bấy nhiêu nhà. Không dăng đẩy ra ngoài nữa đâu nha cô. Cái này nó hư rồi nha. Dạ, nó hư cái gì? Dạ nó hư thì dục. Đó. Nè, nó nói vậy cho vui thôi. Cái này cô nghĩ cô nó hư cái gì? Tại cô nói hư thì cô nói dục. Đây. Đúng rồi, chính cái cô mới là chính xác nha. Cái cối này nó không hư cái gì hết trơn. Nó trẻ bị liệt, cái là so sạch. Năm 75 sẽ bị liệt vào so. Đây. Đây, trong đây cô thấy có con vít không? Cô dặn con vít này ra nha. Cô dỡ cái miếng này ra ha. Cô chạy ra tiệm xe Honda đó, sửa xe mà cô mua cái lò xo thắng sao xe này chỉ có 2.000 đổi cho xe tiếp. Vậy thôi ha, rồi bán cho cô một cái. Dạ, nó bị liệt cái lò xo thôi. Rồi lỡ xài cái gì nó cũng liệt hết trơn đó ha, liệt thì thai ha. Rồi lỡ đã lắm cô ơi.